Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả thông mến và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo bác sĩ phối hợp cùng với bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. À, và kính thưa tất cả quý vị khán giả thông mến, trong thời đại ngày nay khi mà chúng ta quan tâm nhiều hơn về sức khỏe, về tinh thần, về tâm thần thì đâu đó một cái vấn đề mà nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ đó chính là hội chứng overthinking. Và chúng ta cũng chưa thật sự hiểu rõ overthinking là gì và liệu rằng trong bản thân của chúng ta có phải là chiếc người bị overthinking hay không không. Và để trả lời giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn là trưởng đơn vị tâm lý lâm sàng của bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin được mến chào bác sĩ Mẫn ạ. À chào Thanh Ráp, kính chào, Ráp. À, kính chào à, quý vị khán thính giả của Alo Bác sĩ Dạ, à, kính thưa bác sĩ Mẫn, Overthinking đó là một trong hai cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Search năm 2023. Thì đầu tiên xin phép nhờ bác sĩ có thể giải thích cho kể cả Thanh Ráp và quý vị khán giả khi mà chúng ta xem chương trình này cũng thể hiểu rõ hơn Overthinking là gì? Và cái thực trạng Overthinking đối với giới trẻ hiện nay trong thời đại này ra sao thưa bác sĩ? À, thật sự cái từ Overthinking này thì nó xuất phát từ cái động từ To Overthink thu overthinking thì theo định nghĩa của trong từ điển Cambridge thì nó là một cái tình trạng suy nghĩ quá mức quá nhiều và quá lâu nhưng mà nó hiệu quả kém quá nhiều quá lâu hiệu quả kém cho nên nó dẫn đến cái cái tình trạng là khó chịu ở cái người được overthinking như vậy thì overthinking nó không phải là một cái bệnh nó cũng không phải là một cái người mắc cái chứng tâm thần mà nó là chỉ là một cái tình trạng à một cái hành vi suy nghĩ quá mức so với bình thường mà thôi. Dạ. Yeah. Vậy thì theo quan điểm cá nhân và theo nhìn nhận của bác sĩ thì vì sao overthinking ngày càng phổ biến và thường gặp ở giới trẻ như vậy và cái vấn đề mà chúng ta đặt ra là ngày hôm nay khi mà giới trẻ chúng ta cũng dễ dàng tiếp cận với mọi thứ đặc biệt là mạng xã hội thì nó sẽ tác động như thế nào đến cái vấn đề chúng ta gặp phải tình trạng này trong cuộc sống thưa bác sĩ mẫn À, thật ra cái overthinking thì nó gặp ở tất cả mọi lứa tuổi chớ không chỉ riêng gì cái lứa tuổi trẻ à, vì overthinking tức là cái suy nghĩ quá mức quá nhiều đó có người nghĩ rằng ô cái này do là tôi là một người lo xa à, tôi là một người hay lo nghĩ chuyện này chuyện kia tôi là một cái người cầu toàn cho nên tôi nghĩ vậy thôi chớ thật sự là tôi không có khó chịu gì hay là tôi không có bất thường gì à, như vậy thì cái overthinking đó ở mọi lứa tuổi tuy nhiên ở cái lứa tuổi trẻ đó thì thật sự là à, gần đây nó gặp càng nhiều hơn dạ. à, tại sao lại gặp nhiều hơn vì à, khi mà mình nghĩ đến overthinking có nghĩa là mình nghĩ theo cái cái chiều hướng nó không có tích cực dạ. à, không có gì nó nghĩ quá nhiều mà quá lâu á, mà mình cứ lẩn quẩn trong cái suy nghĩ nghĩ tới nghĩ lui có thể là một cái vấn đề nó rất là nhỏ thôi nhưng mà mình nghĩ tới lui hoài rồi mình suy diễn ra rất là nhiều khía cạnh người ta hay nói là cái sợi tóc mà mình trẻ làm tư đó cho nên là nó không có hiệu quả, nó không có hiệu quả, không hiệu quả mà mình không có thoát ra được đó mình muốn nghĩ qua cái chuyện khác nó cũng rất là khó khăn cho nên cái ô và thiên nó mình thấy gặp rất là nhiều và mình thấy là ở trong cái thời buổi hiện tại thì các bạn giới trẻ đặc biệt là giới trẻ thì các bạn nghĩ chưa có tới yeah. à, nhiều khi là chưa có tới mà mình nghĩ là ồ à, tôi đã nghĩ nhiều lắm rồi à, nhưng mà thực sự là nó nghĩ chưa có tới cho nên tới lui hoài tới lui hoài à, và tại sao lại có cái chuyện mà nghĩ tới lui hoài như vậy tại vì các bạn à, có thể là chưa được đào tạo một cái kỹ năng suy nghĩ một cách đầy đủ và đúng mức à, nó đúng mức ở đây có thể là nghĩ nhiều nhưng mà nghĩ phải đúng theo một cái kỹ thuật nghĩ đàng hoàng à, chứ còn nếu mà mình nghĩ không có đúng theo cái kỹ thuật đó thì nó sẽ quá cái tầm mà nó lại không có hiệu quả như vậy thì ngày nay cái người ta thấy cái overthinking đó nó hay gặp ở trong một cái số những cái rối loạn về mặt tâm lý à, đặc biệt là cái rối loạn lâu cái trầm cảm hoặc là những cái rối loạn tương tự như vậy chứ không phải là bệnh tâm thần à, thì nó hay xuất phát từ stress hay xuất phát từ stress căng thẳng đó là một cái sự mất cân bằng của cuộc sống như vậy thì giới trẻ mà bị mất cân bằng cuộc sống cho nên cảm giác là thiếu tự tin cảm thấy là mình nghĩ cái điều đó nó chưa có đủ tới à, cho nên là cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài à, như vậy thì cái stress càng tăng lên và cái khả năng kiểm soát stress kém à, thì nó sẽ dẫn đến cái overthinking nhiều hơn. Dạ, yeah. à, như bác sĩ chia sẻ từ đầu chương trình tới giờ thì overthinking nó cũng chỉ là một cái tình trạng khi mà con người chúng ta suy nghĩ quá mức thôi. Và đặc biệt là trong cuộc sống ngày nay bất kể ai từ người lớn, người già và kể cả người trẻ là chúng ta cũng có thể gặp phải cái vấn đề này. Vậy thì khi mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều, chúng ta chưa có thoát ra được cái vòng luẩn quẩn như bác sĩ vừa đề cập như vậy, chúng ta cứ sống mãi trong đó thì những cái điều gì sẽ ảnh hưởng đến về cả cái sức khỏe thể chất và kể cả cái sức khỏe tinh thần của mình luôn thưa bác sĩ mở. Đúng rồi. À, khi mà mình lẫn quẩn ở trong cái vòng yeah. à, mình gọi là cái vòng à, của cái ô và tiên kinh đó nghĩ tới lui hoài đó lẫn không có thoát ra được yeah. thì à, nó sẽ dẫn đến cái gì nó dẫn một cái đến một cái tình trạng sức khỏe về thể chất nó cũng không ổn và yeah. vấn đề sức khỏe tinh thần nó cũng không ổn luôn à, một cách đơn giản nhất á, là mình nghĩ nhiều quá là mình không có thoát ra được á, thì mình ngủ không được yeah. hoặc là mình ngủ không có sâu thì cái giấc ngủ không sâu á, thì làm cho mình sáng ngủ thức dậy đó mình không có khỏe thậm chí là mình sẽ bị trí nhớ mình sẽ bị ảnh hưởng yeah. giảm tập trung chú ý về mặt tinh thần rồi ăn uống nó cũng không ngon làm cho cân nặng đồ kia mình có thể suy sụp suy sụp đó là cái vấn đề sức khỏe thể chất nó sẽ không ổn thậm chí mình mệt mình cảm thấy tức ngực khó thở rồi này nọ giống như là cái người mà bị bệnh tim tới nơi rồi nó thở cũng không muốn nổi nữa như vậy thì cái đó nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của mình còn về mặt tinh thần thì ngoài cái giấc ngủ và cái overthinking thiên kinh đó nó sẽ làm cho con người ta là bị bất ổn, yeah. bất ổn và cái cảm xúc của mình đó nó dễ cấu gắt lắm. Một đêm mình thức hay là nhiều đêm mình thức rồi mình không có suy nghĩ cái chuyện khác được nó hiệu quả hơn. Mình cảm thấy là mình sao mà mình tệ quá đi à, sao mà mình không có thoát ra được cái này mình dở qua đi rồi cái mặt cảm nó cứ đè mình xuống làm cho cái tình trạng về sức khỏe tinh thần của mình nó không có được phấn khởi không có được vui tươi mà mình thật sự là rất là dễ uất ức và suy nghĩ tiêu cực rất là nhiều rồi cái mối quan hệ giao tiếp của mình với những người khác đó kể cả đồng bạn đó nó cũng cũng khó khăn. Dạ. bạn bè nó không muốn giao tiếp mình nó sao cái thằng này nghĩ tối luôn tới hoài vậy. À, cái chuyện không có đáng gì hết trơn mà nghĩ tao ngồi với mày tao mệt quá. Dạ. À, cho nên là không có muốn nói chuyện với mình nữa và à, nói là tao đã nói với mày là cái chuyện này nó nó không có đáng nghĩ tại sao mày cứ nghĩ hoài. À, người nhà cũng vậy, nhiều dạ. khi người nhà cũng cho rằng ờ vậy không đáng nghĩ mà mày cứ nghĩ hoài. Nhưng mà cũng có những tình huống À, nên cần thiết phải giải quyết vấn đề đó à, mà bạn này cứ nghĩ tới lui hoài à, thành ra là khi mà lẫn quẩn ở trong đó đó về sức khỏe tinh thần nó cũng sẽ bất ổn và có thể dẫn đến những cái rối loạn thật sự về mặt tâm lý đặc biệt là những cái rối loạn về lo âu lo âu của các dạng ví dụ như lo âu lan tỏa tức là kéo dài trên 6 tháng à, ví dụ như là những cái ocd tức là cái ám ảnh cưỡng chế hoặc là những cái rối loạn về À, rối loạn Vì à, lo âu xã hội Vân vân à, Thậm chí đưa đến trầm cảm nữa à, Mà trầm cảm Nó cũng có thể Ngoài cái trầm cảm Rồi có thể một cái mặt cảm và có thể đưa đến Một cái tự tử nữa à, Cho nên là Lẫn quẩn Ở trong cái ổ và thiên kinh đó Nếu mà nó rơi vào Cái tình huống rối loạn Về tâm lý yeah. Thật sự Thì thật sự là Nó đưa đến cái sức khỏe Thể chất và tinh thần Nó sẽ bất ổn Dạ yeah rõ ràng là chúng ta đề cập đến rất là nhiều những cái tác động xấu, cái cái vấn đề là overthinking, kể cả như bác sĩ vừa chia sẻ là về cả cái vấn đề thể chất và tinh thần của một người khi mà chúng ta đối diện. nhưng mà trong cuộc sống ngày nay thì kể cả trong chúng ta ai thì cũng phải lo, phải nghĩ một cái vấn đề nào đó. và thì làm sao để nhận diện được là chúng ta chỉ lo suy nghĩ đơn thuần và cái vấn đề là chúng ta suy nghĩ quá lâu, suy nghĩ quá nhiều và khi mà nhắc đến đây thì quý vị cũng rất là thắc mắc là làm như thế nào để mà khẳng định rằng liệu rằng tôi có phải là một người đang bị overthinking hay không thưa bác sĩ mẫn. <laughs> đúng rồi đó là một cái câu hỏi hay và thật sự là rất là nhiều bạn cũng hỏi tôi thậm dạ. chí là khách hàng họ đến dạ. với mình họ chỉ bị căng thẳng khó khăn khó chịu thôi dạ. nhưng mà họ nghĩ đầu tiên câu nói là con bị ố vào thiên kinh bác sĩ ơi nói, ủa ở đâu con biết gì thì nó con đọc đồ này đọc đồ kia thì thật sự là khi mà trao đổi rồi có những bạn thật sự là ố vào kinh nhưng mà có những bạn hoàn toàn không phải vậy thì cái việc mà phân biệt giữa cái suy nghĩ bình thường suy nghĩ hơi nhiều hơn chút xíu so với lại một cái Overthinking thiên kiên thật sự yeah. thì nó có dễ dàng hay không thật sự là khó vô cùng không có dễ dàng chỗ nào hết trơn á à, chuyên gia cũng gặp những cái trục trặc ở chỗ này à, như vậy thì phân biệt ở chỗ nào thì mình thấy cái nghĩ nhiều đó mà nghĩ đúng cách đó. cái suy nghĩ nó được dẫn dắt một cách rất là tự nhiên có thể nghĩ nhiều nghĩ lâu một chút nhưng mà suy nghĩ nó được dẫn dắt tự nhiên những cái suy nghĩ mà nó chính đáng những cái suy nghĩ mà nó dẫn đến cái hiệu quả thật sự và nó đưa đến cái phương pháp giải quyết vấn đề đặt ra những cái phương pháp giải quyết vấn đề nó phù hợp hoặc là nó không phù hợp nhưng mà có cái phương pháp giải quyết vấn đề à, rồi mình muốn dứt nó ra khỏi cái suy nghĩ đó mình nghĩ qua cái chuyện khác một cách rất là dễ dàng đây là một điểm rất là lưu lưu tâm tức là khi mà mình đang nghĩ nhiều nhiều vậy mà mình muốn dứt nó đi cái suy nghĩ đó mình chuyển qua cái suy nghĩ khác một cách dễ dàng thì cái đó mình vẫn còn ổn ổn định còn mình suy nghĩ mà đứng lẫn quẩn hoài mà nó không đưa ra được cái giải pháp gì hết Và mình muốn dứt chuyển qua một cái suy nghĩ khác nó hoàn toàn khó khăn Nó cứ quay tới quay lui hoài mà mình không có thoát ra được Thì khi đó mình nghĩ mình có thể là over thinking Như vậy cái điểm mấu chốt là dứt ra được khỏi cái suy nghĩ đó để mà suy nghĩ chuyện khác Có dễ hay không dễ đó là cái điểm mấu chốt để mà bác sĩ có thể phân biệt Dạ, yeah. thực tế thì Alo bác sĩ tiếp nhận rất nhiều vấn đề và đặc biệt là trên hotline này, hoặc là trên tất cả các nền tảng của Alo bác sĩ nhận được vô số là những cái thông tin hỏi là họ hỏi những câu đơn giản lắm, bởi vì họ ví dụ họ đi thang máy đi thì họ sợ thang máy rơi đi máy bay thì cũng sợ gặp máy bay trục trặc và gặp chó mèo ngoài đường thì họ cũng sợ lây bệnh dạy và đụng đâu thì cũng sợ mình bị hiv hoặc là người ta chỉ đơn thuần nói một cái câu đơn giản và không có cái ý nghĩa gì sâu xa nhưng mình mình về mình đi trên đường mình về tới nhà luôn thì mình cũng suy nghĩ cái vấn đề này hoài thì liệu rằng đây có phải là một cái biểu hiện những cái người đó họ đang bị over hay không thưa bác sĩ mẫn thực sự đó là một cái rất có khả năng yeah. rất có khả năng tức là vơ hết cái chuyện của thế giới và cho cho chính yeah. mình đó <laughs> ai có cái cái chuyện gì hoặc là mình thấy ở đâu đó thì mình cũng chưa có thể ảnh hưởng người khác nữa yeah. mà mình nghĩ là ảnh hưởng mình thì rất rất là nhiều khả năng đưa đến cái over thiên kinh tức là những cái suy nghĩ đó nó gọi là những cái suy nghĩ mà nó thật sự không có lý thật sự không có lý và mình nói là cái cái kỹ năng mà suy nghĩ đó cái cách thức suy nghĩ đó nó thiếu cái phù hợp thì với những cái 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 ý mà Thanh Ra vừa chia sẻ đó, những cái câu hỏi đó rất rất là có nhiều cái khả năng là overthinking. Dạ, yeah. ờ, và khi mà các chuyên gia cũng đã xác định một người họ đang bị overthinking rồi, thì cái hướng mà chúng ta sẽ xử trí để mà họ thoát khỏi cái vòng lưỡng quẩn này nó sẽ như thế nào? Và có những cái phương pháp gì thưa bác sĩ? Thật sự là cái overthinking đó, như ngay từ đầu mình nói, nó là một cái động từ. Yeah. Động từ có nghĩa là một cái hành vi, cái cách thức người ta suy nghĩ. Dạ. Yeah. À, như vậy thì cái cách thức người ta suy nghĩ nó nó phù hợp hay không phù hợp nó mới vậy nó mới đưa đến cái chuyện là nếu mà thiếu phù hợp thì nó có thể là thiên kinh như vậy thì xuất phát từ nó là một hành vi à, cho nên cái hành vi này mình phải coi nó là một hành vi nó thật sự là bình thường hay không hay là nó là một hành vi không có ổn như vậy thì cái người chuyên gia đó kể cả chuyên gia về tâm lý cũng như là bác sĩ tâm thần họ sẽ đặt cái người thân chủ của mình đó hay là cái người khách hàng của mình nó chưa gọi là bệnh nhân thân chủ khách hàng của mình ở trong một cái tình huống của chính họ trong một cái hoàn cảnh của chính họ để xem coi cái overthinking này nó có dính dấp với như là những cái rối loạn về tâm lý khác hay không ví dụ như overthinking này có thật sự là chỉ là cái suy nghĩ hơi quá mức một chút xíu thôi hay là họ đã thật sự rối loạn kèm theo và đặc biệt là họ có lo mà họ phiền não nó gọi là rối loạn lo âu rối à, loạn lo âu thì rối loạn lo âu đó, nó là một cái rối loạn tâm lý thật sự rồi hoặc là họ có thêm những cái triệu chứng của trầm cảm ví dụ như buồn rầu ngoài cái uh, suy nghĩ không có tích cực đó suy nghĩ tới lui hoài đó mà nó có thêm những triệu chứng ví dụ như buồn rầu liên tục giống như hoa héo hoặc kéo dài khoảng 2 tuần à, rồi có thêm những cái chuyện là sụp cân rồi uh, mặc cảm đủ thứ hết rồi uh, thậm chí là chán tiếp xúc với người khác chán chăm sóc bản thân thậm chí là nó muốn chán sống nữa thì mình coi chừng là họ bị trầm cảm như vậy thì đặt cái over thiên kinh đó trong một cái bối cảnh là nó chỉ mới có hơi hút cái bình thường một chút xíu thôi hay nó là chẳng đoán là rối loạn lo âu thật sự hay là trầm cảm thật sự và như vậy thì nếu là rối loạn lo âu hay là trầm cảm thật sự thì mình giải quyết nó ở trong một cái bối cảnh của rối loạn tâm lý đó còn nếu chỉ mới là một cái hút so với bình thường thôi á, thì mình chỉ cần chỉnh cho nó mất cái chữ quá đi là được thế thì cái ố về thiên kinh thì mình cho chỉnh lại cái thiên kinh cho thiên cho nó đúng là được rồi như vậy thiên cho nó đúng là như thế nào thiên nó đúng thì mình biết là cái cái cách mà xử lý thông tin đó, làm sao cho nó đúng lại là được như vậy thì người ta cứ loay hoay loay hoay hoài mà người ta không có đưa giải pháp cái người ủ về thiên kinh là họ chỉ tập trung cho vấn đề thôi họ cứ xoay vô cái vấn đề hoài mà rồi họ suy diễn ra ví dụ như ồ tôi có cái vấn đề À, hồi trước đây tôi bị đi xe nó quẹt Rồi bây giờ tôi không dám đi xe nữa Vì do tôi ra đường tôi sợ là bị xe quẹt Cho nên tôi không sợ, không, không dám đi nữa à, Thì tôi cứ nghĩ hoài cái chuyện là xe quẹt xe quẹt hoài mà không có thoát ra được Thế thì thay vì mình sẽ học cái cách đi ra ngoài đường như thế nào cho nó an toàn à, Thì người ta lại xoay quanh cái chuyện tôi không dám đi nữa Sợ tôi ra đường tôi chết Thế thì bây giờ mình sẽ chỉ cho Hay là bản thân cái bạn mà được cho là Bạn nghĩ rằng là overthinking thì bạn sẽ học cái cách suy nghĩ cho nó trúng lại Trúng lại gì? Theo người Mỹ hay là mình học tiếng Anh Người ta cũng chỉ cho mình Cái cái nội dung của thông tin hay thông điệp Nó bao gồm chỉ có 5 cái chữ W với một H mà thôi Đó là what, who, where, when, why and how Tức là mình nghĩ là mình sẽ nghĩ cái chuyện gì Ai nghĩ, nghĩ về ai Rồi mình cứ nghĩ cái chuyện đó nó nằm ở đâu à, Chuyện đó xảy ra khi nào à, Tại sao nó lại có chuyện đó xảy ra Và nó diễn biến ra như thế nào How à, Như vậy thì khi mà mình nghĩ cho nó sâu cái chuyện này rồi à rồi á mình nói tới đó mình chưa dừng sau khi mình nghĩ xong hết rồi ủa gì có giải pháp nào để giải quyết tốt nó hay không mình sẽ bước qua cái giai đoạn mà có giải pháp à, và có cái giải pháp đó rồi mình mình cảm thấy yên an, yên lòng rồi đó à, thì mình dừng lại mình có thể nghĩ ra chuyện khác hoặc một lúc nào đó mình kiểm tra nó lại cái chuyện đó coi coi mình suy nghĩ nó tới chưa Chứ không phải là mình còn lẫn quẩn ở trong cái vấn đề nữa thì như vậy thì cái kỹ thuật mà Kiểm soát cái overthinking đó là phải suy nghĩ cho nó trúng lại mà suy nghĩ cho trúng là phải tập trung vô cái nội dung cho nó một cách rõ ràng và đề ra cái giải pháp một cách cụ thể thì đó là cái phương pháp để giải quyết ổ và thiên kỳ dạ và cái liều thuốc này là cũng tự do bản thân của mình phải giải cái bài toán của cuộc đời mình chứ không có thể nào mà chúng ta đưa cái bài toán này cho một người nào khác qua những cái cách trình bày và cái phương pháp vừa rồi bác sĩ liệt kê ra thì chúng ta cũng thể thấy là chúng ta suy nghĩ nhưng phải đưa ra một cái giải pháp để mà chúng ta xử trí cái suy nghĩ của mình chứ không phải là chúng ta có một cái vòng lẫn quẩn như thế này hoài nhưng mà đặc biệt thì thanh á cũng muốn dành một chút thời gian cuối cùng trong chương trình dành cho cái vấn đề là chúng ta nhắc đến nhiều hôm nay là đối tượng là các bạn trẻ bởi vì như chuyên gia cũng nói từ đầu là khi các bạn trẻ đôi khi chúng ta trải nghiệm chưa nhiều cái vấn đề va vấp trong cuộc đời khi mà chúng ta đi làm tất cả mọi thứ đó đều có những lần đầu tiên của các bạn thì ở đâu đó các bạn sẽ có những cái suy nghĩ nó không có tốt lắm thì trong giây phút này thì chúng ta cần phải làm gì để bản thân của mình có thể vượt qua cái giai đoạn này thưa bác sĩ rất nhiều bạn trẻ đến thậm chí là đến ở giai đoạn mà đã có dấu hiệu của trầm cảm đã có dấu hiệu của rối loạn lo âu mà bạn đó đã chia sẻ rằng Lâu nay con đã bị over kinh rồi bác sĩ Con đề nghị Ba mẹ cho con đi khám tâm lý đi Nhưng mà ba mẹ nói Ôi, Đâu có gì đâu cái chuyện này đâu có gì đâu Mà mày làm quá lên à, Rồi đến một lúc nào đó Bạn đó đã rạch cái tay rồi mới đến với mình Thế thì những cái suy nghĩ đó Là những cái suy nghĩ nó đã trễ Nó trễ so với lại cái giải quyết ban đầu Cho nên nếu mà mình Nghe là cái hơi hướng đã có cái cái overthinking đó thì tốt nhất nên tập trung để mà giải quyết. Như vậy thì các bạn trẻ thực sự thì tôi không nói là tất cả các bạn trẻ đều suy nghĩ một cách rất là nông cạn đâu, có nhiều bạn suy nghĩ rất là chín chắn. nhưng mà nếu mà mình thấy cái việc giải quyết vấn đề nó không có hiệu quả đó thì mình phải cố gắng tìm ra cái cách để mà mình giải quyết làm sao cho nó phù hợp nhất. Và nếu mà mình tìm ra cái cách mà giải quyết không chưa có phù hợp đó thì mình có thể tìm đến cái người để mà mình có thể hỗ trợ mình tùy vào mình chọn ai đó để mà mình có thể giúp mình giải quyết cho nó rõ ràng còn nếu như mà chưa được nữa thì mình hãy đến cái chuyên gia để mà có thể giúp mình để giải quyết <laughs> tuy nhiên khi mà mình nghĩ là ổ và thiên kinh rồi trước khi mình đến chuyên gia đó mình sẽ tự xử với mình trước À, giống như thanh Ráp nói đó là mỗi người uh, quyết định cái cuộc đời của mình cái dạ. cách giải quyết cuộc đời của mình. À, nhưng mà thật sự là mỗi người nó có một cách riêng. Bây giờ uh, mình hướng dẫn làm cách này, uh, nhưng mà có thể người đó làm cái cách đó nó không phù hợp và trong cái hoàn cảnh của bạn đó nó cũng không có phù hợp. À, thế thì uh, cái cách giải quyết đó nhiều khi nó không có hiệu quả. À, như vậy thì tùy vào cái tình huống của mình, mình sẽ học lại cái cách suy nghĩ. Nếu hồi nào giờ mình chưa muốn suy nghĩ theo cái cái chiều hướng năm đối đầu v một phát đó, thì bây giờ mình thử nghĩ xem nó như thế nào rồi nếu như nếu như mà mình không có quen với cái cách đó thì bây giờ nó có những cách nó đánh lạc hướng ở nước ngoài họ cũng hay khuyên hoặc là các chuyên gia tâm lý họ khuyên cái cách giải quyết là nó đánh vào cái hành vi tức là mình sẽ đánh lạc hướng của mình những suy nghĩ ví dụ mình suy nghĩ chuyện a này mình cứ suy nghĩ hoài bây giờ mình đặt cái chuông báo động là bây giờ cái chuyện b rang cái cho nó nhảy qua chuyện b thì sao hoặc là nếu mà mình nghĩ cái chuyện này mình thấy ngày nào mình cũng nghĩ trơn cả mấy tiếng đồng hồ luôn thì bây giờ mình đặt khoảng nửa tiếng đồng hồ mình đặt một cái lịch là đóng cái ren cái là tôi sẽ phải chuyển qua một cái chuyện khác thì cái đó là cái cách đánh lạc hướng của cái 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 suy nghĩ của mình tuy nhiên đó chỉ là cách giải quyết hành vi bên tâm lý có một cách giải quyết căn cơ hơn mà những người mà học tiếng anh họ hay là đi theo cái chiều hướng của anh mỹ thì họ thích hơn đó là cái phương pháp giải quyết trị liệu nhận thức hành vi Nhận thức hành vi, đây là một cái 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 cái, cái phương pháp căn cơ mà có thể giải quyết tận gốc. À, giúp cho cái người over overthinking <laughs> hoặc là cái người rối loạn lao à, họ có thể là vượt qua được cái suy nghĩ à, tiêu cực của mình. Cụ thể phương pháp này là sao? Nó có thể có nhiều cái ý lắm nhưng mà có một cái ý nó rất là quan trọng trong trường hợp này, à, một cái dòng đó là cái hành vi của con người ta nó sẽ xuất phát từ thái độ mà thái độ thì nó xuất phát từ nhận thức thế thì cái hành vi mà nghĩ lung tung sàn đó mình kêu người ta đừng nghĩ đừng nghĩ đi không không có được đâu khó lắm à, rồi mình nghĩ cái thái độ người ta lo sợ đó mình kêu thôi đừng có sợ cái chuyện này có gì đâu mà đáng sợ thì đó mình đang nói về cái thái độ thì cái cách mà giải quyết cái phương pháp CPT này đó nó không có tập trung trên cái thái độ và hành vi nhiều mà chỉ tập trung trên nhận thức nhận thức lại nhận thức nhận thức lại cái vấn đề nhận thức này là thể tập trung năm chữ W một khác đó khi mà mình tập trung rõ cái nhận thức này rồi thì á, mình hiểu rõ nó được rồi nó có căng cơ rồi á, thì cái thái độ mình mới tin tưởng và mình bớt sợ bớt sợ thì mình mới có một cái hành vi là không có lặp đi lặp lại nữa à, thì đó mới là cái cách giải quyết căng cơ như vậy CBT tập trung và nhận thức nhận thức lại à, đó là cái cách mà các bạn trẻ nên làm nếu mà nào giờ chưa làm cách đó thì mình làm cái đó những ai đó gần các bạn những người mà thân hay là bạn bè mà đã từng bị có, có người đã từng bị cái overthinking, thì các bạn cũng đừng có nên khuyên mày đừng có làm này, đừng làm kia, mày thích đi hay là không thích đi, mà hãy tập trung, Ủa vậy thì mày nhận thức chuyện này nó làm sao? Như Vậy thì nhận thức nó như thế nào? Nhận thức cho nó rõ đi rồi sau đó mày cho nó cái giải pháp thử coi, hai ba cái giải pháp thử coi cái giải pháp nào được, rồi bây giờ nó giải quyết được nó nó trọn vẹn như vậy rồi mày an yên chưa? Mày cứ nghĩ qua vậy, à, đó, thì khi mà mình tập trung vào cái nhận thức đó thì nó sẽ dần dần nó thoát qua thường thường các bạn sẽ tập trong khoảng khoảng hai ba tuần nó sẽ có một cái thay đổi một cái thói quen của mình à, đó là khi mà mình đụng chuyện thì mình nhận thức lại đụng chuyện mình nhận thức lại nó trở thành một cái phản xạ rất là tự nhiên của một người thì mình sẽ đủ tự tin để mình bước đi ở trong cái cái, cái kỹ năng xử lý thông tin và kỹ năng xử lý thông tin tốt thì cái lo âu hoặc là những cái overthinking nó sẽ thoát qua Dạ, ở yeah. mẫu chốt cuối cùng đồng lại rất là hay Vấn đề mà bác sĩ Mẫn vừa đề cập là chúng ta cần phải tập trung vào nhận thức Để mà kiểm soát tốt hành vi của mình Thì Thanh Ráp cũng xin thay mặt cho tất cả quý vị khán giả Xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ trong số phát sóng ngày hôm nay à, à Xin cảm ơn Thanh Ráp, cảm ơn quý vị khán giả Dạ, à, và kính thưa tất cả quý vị khán giả thông mến, với những thông tin vừa rồi được bác sĩ Mẫn chia sẻ cũng đã một phần nào đó, giúp quý vị có thể khái quát được overthinking là gì? Liệu rằng bản thân trong số chúng ta có đang bị overthinking hay không? Và cái hướng nào để chúng ta giải quyết vượt qua vấn đề này? Thì tên đáp hy vọng là khi mà chúng ta xem chương trình này rồi thì sẽ có một cái đáp án cho cuộc đời của mình. Một lần nữa cũng xin trân trọng, cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!